mọi vấn đề dùng học tập để giải quyết. Bạn đang tìm kiếm con đường để có thành công. Tôi trước khi có tư duy đúng đắn, từng có nhiều hạn chế tự nhận thức nội tâm. Tôi chỉ nghĩ mình là một người bình thường, không có gì nổi bật và có những thất bại trong công việc. Thêm vào đó, những hình ảnh xấu về tài chính, thiếu tầm nhìn tương lai cũng khiến tôi loay hoay, không biết bắt đầu từ đâu tôi nghĩ rằng chỉ khi đạt được thành công mới có thể giải quyết được mọi vấn đề của mình rồi một ngày thật hạnh phúc khi được cao nhân chỉ điểm mọi vấn đề trong cuộc sống dùng thành công để giải quyết mọi vấn đề thành công dùng trưởng thành để giải quyết mọi vấn đề trưởng thành dùng học tập để giải quyết như vậy để đạt được thành công để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Trước hết, tôi cần phải trưởng thành. Nhưng làm sao để trưởng thành? Thay vì đợi đến 50 tuổi tôi mới trưởng thành, thì năm 20 tuổi đã có sự trưởng thành hơn người. Thì chỉ có một con đường duy nhất, học tập. Biết ơn cao nhân đã chỉ điểm, giúp tôi hiểu ra, học tập chính là chìa khóa vàng. Học tập để nắm bắt các quan niệm chuẩn về nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, học tập để nâng cao nhận thức, từ đó phát triển mối quan hệ xã hội. Qua học tập, chúng ta đã đạt được 80% của sự thành công rồi. Áp dụng quan niệm quan hệ xã hội vào trong chuyên môn, chúng ta sẽ đơn giản để có được thành công. Biết ơn tri thức biết ơn con người đã cho tôi bài học học tập đã giúp tôi rút ngắn hành trình trưởng thành biến những khó khăn thành những cơ hội và mở ra con đường mới cho chính mình đến hôm nay tôi hiểu rằng sự trưởng thành không phụ thuộc vào tuổi tác mà là ở sự nỗ lực học tập vậy nên nếu ai muốn trở thành phiên bản trưởng thành hơn của chính mình thì đừng ngần ngại hãy đầu tư vào học tập đó là cách rút ngắn quá trình trưởng thành và đạt được thành công. Trân trọng biết ơn cao nhân chỉ điểm, rất biết ơn bạn đã đọc, ứng dụng và lan tỏa tri thức đến nhiều người. Hẹn bạn vào những video sau. Trân trọng và biết ơn anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này. Chúc anh chị thành công và hạnh phúc.